Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Lạc Sơn nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng ủy quân sự tỉnh dấu ấn một nhiệm kỳ. Tình trạng mưa lớn kéo dài nhiều ngày nay ảnh hưởng nghiêm trọng đến Nhật Bản và Trung Quốc. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện Lạc Sơn lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị. Cho ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lạc Sơn lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đại biểu đánh giá, báo cáo chính trị được chuẩn bị công phu, có số liệu minh họa cho từng phần, đảm bảo về bố cục và nội dung, sát với tình hình thực tiễn của địa phương, thể hiện tinh thần đổi mới, dân chủ trong Đảng và nhân dân. Đặc biệt, các kết quả Đại hội Đảng bộ lần thứ 26 được đánh giá khách quan, đúng thực chất. Nhiệm kỳ qua, huyện Lạc Sơn đã có 16 trên 18 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt so với mục tiêu nghị quyết Đại hội lần thứ 26 đề ra. Tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm đạt 12,04% một năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 45,3 triệu đồng, tăng 25,3 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ. Đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, các đại biểu cũng cho rằng báo cáo cần đánh giá, phân tích rõ những hạn chế của địa phương, nhất là đối với hai chỉ tiêu chưa đạt. Các chỉ tiêu đã đạt nhưng còn thấp so với chỉ tiêu chung của tỉnh. Phát triển kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế. Nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Lạc Sơn tiếp tục huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để xây dựng huyện Lạc Sơn phát triển nhanh và bền vững. Để làm được điều này, các đại biểu nhấn mạnh đến những giải pháp mang tính đột phá. Trong đó cần phải tăng tỷ lệ đô thị hóa, thu hút đầu tư để thúc đẩy phát triển công nghiệp. Cần xây dựng bản đồ thổ nhưỡng trong phát triển nông nghiệp, cần chuyển từ tư duy sản xuất lương thực sang tư duy sản xuất có giá trị gia tăng. Đầu tư hạ tầng trong phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh. Thúc đẩy phát triển hợp tác xã nhằm liên kết tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, huyện Lạc Sơn cũng cần tận dụng lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, truyền thống, bản sắc văn hóa của người địa phương để phát triển thương mại dịch vụ. Phát huy truyền thống tổ chức Tết độc lập của người dân Mường Vó, Lạc Sơn trở thành hoạt động thường niên. Gắn bảo tồn bản sắc văn hóa miền núi đặc sắc như dân ca, dân vũ, ẩm thực, kiến trúc, nghề truyền thống với phát triển du lịch. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đánh giá cao những kết quả mà huyện Lạc Sơn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là sự đoàn kết phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong việc khắc phục khó khăn, đưa kinh tế của huyện đi lên. Tuy nhiên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ ra một số hạn chế như hạ tầng còn chưa đáp ứng được yêu cầu, bứt phá trong nông nghiệp còn hạn chế. Lạc Sơn có một nền giáo dục cũng tương đối tốt, nhưng mà phải nói là chất lượng chưa đồng đều đâu. Thế rồi nữa là cái giảm nghèo nhanh, nhưng mà chắc ở đâu cũng thế, là cái hộ cận nghèo với lại cái hộ nghèo cũng còn tương đối lớn. Đầu tư hạ tầng, kết cấu hạ tầng vẫn còn khó khăn, phải là một bước so với trước đây thôi, nhưng mà yêu cầu phát triển thì còn rất là bất cập. Tôi nói ví dụ như là ngay tuyến đường 12B, quốc lộ 12B cũng đang là quy mô rất là nhỏ, quy mô đang cấp 4 miền núi. Cái để bứt phá trong nông nghiệp thì là cũng còn hạn chế, đúng không ạ? Chúng ta vẫn xoay quanh câu chuyện là lúa thôi. Đấy, năng suất, chất lượng, năng suất, là diện tích, rồi là sản lượng thôi. Chứ chưa xem được là cái để vươn lên để làm sau lúa, cao hơn lúa. Vậy thì, về nhiệm kỳ tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tiềm năng nông nghiệp còn lớn, nên trong thời gian tới, Lạc Sơn cần tiếp tục phát triển rừng, trồng cây ăn quả, chăn nuôi tập trung, phấn đấu đưa Lạc Sơn phát triển đạt mức trung bình của cả tỉnh. Các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020-2025 cần bám vào chỉ tiêu chung của tỉnh để thực hiện. Với mục tiêu này thì giải pháp vẫn là một cái quan trọng nhất là
nông nghiệp nhưng mà lại thoát cái việc độc canh cây lúa đơn thuần. Nhưng mà các ông chí tập trung vào thêm nữa là cái quy hoạch cái vùng trên cơ sở là có thể là làm với bản đồ thổ nhưỡng để quy hoạch cái vùng sản xuất nông nghiệp. Chỗ nào có thể làm nông nghiệp công nghệ cao mà gắn với cái trình độ dân trí ở cái vùng đấy. Chỗ nào mà làm cái nông nghiệp mà là hữu cơ. Đã nói nông nghiệp là phải nói thị trường, chứ không phải chỉ nói nông nghiệp đơn thuần là tự cung tự cấp. Hãy thoát ly cái tư duy đó ở cái huyện Lạc Sơn của mình. Theo tôi đề nghị như vậy. Hãy thoát ly cái tư duy đó, chứ không phải nhiều lúa gạo như ngày xưa mà là giàu có. Và thứ hai nữa đề nghị là quy hoạch là cái vùng chăn nuôi. Nhất là phát huy cái gà đồi của ta có thể mở rộng ra thêm. Đúng không ạ? Rồi nữa là chăn nuôi là gia súc, gia cầm. Cái công nghiệp thì có thể lựa chọn thêm cái khu vực giáp danh. Nếu có chăng làm thêm một số cụm công nghiệp. Đấy, có thể là cũng không phải là mục tiêu chính. Nhưng mà nên tạo ra một cái nội dung là vừa công mà lại vừa nông. Đó là giải quyết lao động việc làm tại chỗ. Ví dụ như là công nghiệp bay. Ví dụ thế. Da dày. Vậy thì đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh đến việc phát triển đô thị, tuy nhiên phải trên cơ sở bảo vệ môi trường, nghiên cứu thành lập thêm một thị trấn và mở rộng thị trấn vụ bản, quyết tâm giảm nghèo bền vững nhằm đảm bảo đời sống của người dân, có cơ chế giữ vững và bảo tồn văn hóa truyền thống của người Mường Lạc Sơn, phát huy văn hóa dân tộc thiểu số, xây dựng kết cấu giao thông đưa huyện Lạc Sơn phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới. Thì nó vẫn là quy luật sinh học. Không tăng. Ngày 6 tháng 7, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức hội thảo tham gia đóng góp ý kiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng ủy khối qua các thời kỳ đối với dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ khối khóa 16 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ khối lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025 có chủ đề: Phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới sáng tạo, tăng cường kỷ cương, trách nhiệm nêu gương, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra. Cho ý kiến tại hội thảo, các đại biểu cơ bản nhất trí với các nội dung dự thảo văn kiện. Bản dự thảo đã đánh giá khái quát và đầy đủ kết quả nhiệm kỳ qua của Đảng bộ khối. Tuy nhiên, các đại biểu cũng cho rằng chủ đề của đại hội cần xác định rõ nhiệm vụ nên rút ngắn về phương hướng nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cần tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá, đó là nêu cao trách nhiệm của cấp ủy, nhất là trách nhiệm người đứng đầu, coi đây là nhân tố quan trọng hàng đầu, coi chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ quyết định đến chất lượng hoạt động của tổ chức đảng. Trên cơ sở những ý kiến đóng góp của các đại biểu, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tiếp thu để chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ khối khóa 16 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ khối lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025. Thưa quý vị và các bạn, nằm ở cửa ngõ Tây Bắc thủ đô Hà Nội, tỉnh Hòa Bình có vị trí chiến lược quan trọng trong xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Nhận thức rõ điều này, những năm qua, Đảng ủy quân sự tỉnh đã làm tốt chức năng tham mưu giúp Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh quán triệt triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, đáp ứng nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ vững chắc. Phóng sự sau sẽ đề cập đến vấn đề này. Công tác huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu luôn được Đảng ủy quân sự tỉnh coi trọng, bám sát phương châm, cơ bản thiết thực vững chắc. Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy quân sự tỉnh đã tổ chức thành công các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ từ tỉnh đến cấp xã và các cuộc diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy, chữa cháy rừng. Điểm chung ở các cuộc diễn tập đều gắn với củng cố các công trình quốc phòng, công trình dân sinh, tham gia xây dựng nông thôn mới. Thông qua đó đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng, khả năng quản lý điều hành của chính quyền địa phương và trình độ làm tham mưu của cơ quan quân sự, công an, mặt trận tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể, các cấp. Trong thời gian vừa qua thì lực lượng vũ trang của tỉnh đã làm tốt cái việc mà cái xây dựng cái hậu phương quân đội hết sức là vững chắc và cũng tham gia có hiệu quả trong cái công cuộc xóa đói, cái giảm nghèo cũng như là cái bảo vệ vững chắc cái an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng thời nữa là tạo cái môi trường thuận lợi cho cái việc phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, đặc biệt là cái việc là thu hút đầu tư cũng như là cái việc thúc đẩy cái mạnh mẽ cái phong trào thi đua yêu nước để mà thực hiện thắng lợi cái nhiệm vụ chính trị trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng lực lượng vũ trang của tỉnh ta ngày càng
vững mạnh, sẵn sàng chiến đấu cao để phục vụ cho việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. Hàng năm, các địa phương đã hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, đảm bảo về chất lượng chính trị, sức khỏe, văn hóa, tỷ lệ đảng viên trẻ nhập ngũ trung bình đạt trên 8%, nhiều tân binh có trình độ cao đẳng đại học. Công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ luôn gắn với việc tạo nguồn cán bộ cơ sở cho địa phương. Bên cạnh đó, Đảng ủy Quân sự tỉnh luôn xác định lãnh đạo công tác huấn luyện thực chất, học tập thực chất, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đủ số lượng, biên chế đúng quy định, tăng cường phối hợp chặt chẽ với công an theo Nghị định số 03 và các ban ngành thực hiện tốt công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kịp thời xử lý những tình huống nảy sinh từ cơ sở. Đặc biệt thời gian qua, trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, cùng với các ngành địa phương, đội ngũ cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang đã giúp đỡ 431 công dân Việt Nam hoàn thành cách ly y tế tập trung đúng theo quy định, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân. Tôi về đây thì đã được các chiến sĩ bộ đội ở đây rất là quan tâm chăm sóc chu đáo từng bữa cơm, từng giấc ngủ. Bộ Chỉ huy sự tỉnh đã đăng ký 10 mô hình làm điểm và triển khai thì chúng tôi nhận xét là đều thấy có cái hiệu quả rất là rõ rệt. Ví dụ như là mô hình xây dựng làng bản văn hóa gắn với quốc phòng an ninh. Rồi cái mô hình mà cùng em đến trường. Có thể nói là chúng tôi rất là ấn tượng với cái cách tổ chức thực hiện của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đó là cái việc triển khai rất là nghiêm túc, sâu sắc, toàn diện, đồng thời là có cái phân công trách nhiệm đối với lãnh đạo, người chỉ huy, người chủ trì trên địa bàn phụ trách cũng như là lĩnh vực được phân công. Đến nay, 100% tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ Quân sự tỉnh phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo, nội bộ đoàn kết thống nhất, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần ý chí khắc phục khó khăn gian khổ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Quán triệt sâu sắc đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các nghị quyết chỉ thị mệnh lệnh của cấp trên về lĩnh vực quốc phòng là phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, các đơn vị đứng chân trên địa bàn để tạo sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng một cách toàn diện, nhưng chúng tôi xác định là phải có trọng tâm trọng điểm là chăm lo xây dựng tổ chức Đảng thật sự trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh, mẫu mực tiêu biểu để làm cơ sở triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân sự tỉnh khóa 14 đã xác định, triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua quyết thắng và phong trào thi đua yêu nước của địa phương, các cuộc vận động lớn, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo những mô hình có sức lan tỏa lớn mà đạt hiệu quả trong nhiệm kỳ qua để tiếp tục triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ quân sự tỉnh lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025, lực lượng vũ trang trong toàn tỉnh nêu cao quyết tâm xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cung cấp ủy chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, xứng đáng với niềm tin yêu mà Đảng và nhân dân đã giao phó. Ngày 6 tháng 7, Công an tỉnh Hòa Bình tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã tới dự. Trong 6 tháng đầu năm nay, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục được duy trì ổn định. Các đơn vị đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, đã điều tra làm rõ 327 trên 360 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 90,83%, làm rõ 512 đối tượng, trong đó án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy, bắt 144 vụ, 183 đối tượng, thu giữ 2 bánh, 894 gram heroin, 10.867 viên ma túy tổng hợp và 6,9 kg ma túy đá cùng nhiều tang vật có liên quan. Phát hiện khởi tố một vụ buôn bán hàng cấm là pháo nổ. Tình hình trật tự an toàn giao thông có nhiều chuyển biến tích cực. Tai nạn giao thông giảm 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2019. Xảy ra 5 vụ cháy nổ, thiệt hại 542 triệu đồng, không có thiệt hại về người, giảm 3 vụ so với cùng kỳ năm 2019. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được quan tâm đẩy mạnh và đạt hiệu quả cao.
Nhân dịp này, thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vì đã có thành tích xuất sắc dẫn đầu trong phong trào thi đua năm 2019. Trao huân chương bảo vệ Tổ quốc cho hai cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác và chiến đấu. Tỉnh ủy tặng bằng khen cho một tập thể và ba cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc 6 tháng đầu năm nay. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý khác. Ngày 6 tháng 7 năm 2020, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị ban chấp hành mở rộng và sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. 6 tháng đầu năm 2020, Liên đoàn Lao động tỉnh đã lãnh chỉ đạo các tổ chức công đoàn tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ thiết thực, giúp người lao động vượt qua khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Liên đoàn Lao động tỉnh đã thực hiện tốt vai trò giám sát các doanh nghiệp về điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng. Các cấp công đoàn đã thăm tặng 1.633 suất quà Tết, 700 vé xe cho công nhân lao động có quê xa về quê ăn Tết, hỗ trợ kinh phí xây mới và sửa chữa 10 nhà máy ấm công đoàn, thành lập mới 12 công đoàn cơ sở. 6 tháng cuối năm 2020, các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục phát động các phong trào thi đua yêu nước, chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và Đại hội Đảng các cấp, triển khai các chương trình thỏa thuận hợp tác, chăm lo đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng nhà máy ấm công đoàn, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với từng ngành, đơn vị. Trong giai đoạn từ năm 2016 đến nay, kinh tế tỉnh Hòa Bình có tốc độ tăng trưởng khá, GDP bình quân đầu người của tỉnh cao hơn bình quân chung ở khu vực miền núi phía Bắc. Cơ cấu GDP chuyển dịch theo hướng tích cực, theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng dịch vụ, giảm dần tỷ trọng ngành nông lâm nghiệp, thủy sản. Kim ngạch xuất nhập khẩu và thu ngân sách nhà nước tăng trưởng cao. Các sản phẩm phụ trợ, sản phẩm công nghệ cao và các dịch vụ có giá trị gia tăng tiếp tục phát triển. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2020, so với mục tiêu kế hoạch tỉnh Hòa Bình, đã có 8 chỉ tiêu kinh tế xã hội đạt và vượt theo mục tiêu kế hoạch giai đoạn 2016-2020. Dự kiến đến cuối năm 2020 sẽ có 16 chỉ tiêu kinh tế xã hội đạt và vượt mục tiêu kế hoạch, còn 2 chỉ tiêu dự kiến không đạt là tốc độ tăng trưởng kinh tế, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu và một chỉ tiêu cơ cấu kinh tế không so sánh do bổ sung thêm lĩnh vực thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm. Phát huy lợi thế tiềm năng về du lịch, huyện Mai Châu đặt ra mục tiêu giai đoạn 2020-2025, lượng khách du lịch đến địa phương tăng bình quân 9,7%, doanh thu du lịch tăng bình quân 11,5%. Để đạt được mục tiêu này, huyện Mai Châu sẽ tập trung phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch, đẩy mạnh việc thu hút các dự án đầu tư, phát triển du lịch tại các vùng trọng điểm du lịch của địa phương như Bản Nác, Bản Văn, Bản Bước, kết hợp giữa du lịch cộng đồng và du lịch chất lượng cao, liên kết với các đơn vị lữ hành, các công ty du lịch để xây dựng các tour tuyến du lịch, thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng du lịch, xây dựng môi trường du lịch thân thiện, bền vững, cải thiện và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực du lịch, đồng thời tăng cường quảng bá du lịch để nâng cao hình ảnh du lịch của huyện trên bản đồ du lịch trong và ngoài nước. Phần tiếp theo của chương trình thời sự hôm nay: giải pháp tạo nguồn thu ngân sách nhà nước từ đầu giá đất những tháng cuối năm 2020. Cấp thiết cải tạo, nâng cấp cầu treo dân sinh xóm Sống, xã Nhân Nghĩa, huyện Tân Lạc. Thưa quý vị và các bạn, trong 6 tháng đầu năm, kết quả thực hiện thu ngân sách trên địa bàn tỉnh chưa đạt tiến độ đề ra, nhất là khoản thu từ đất. Nguyên nhân được xác định là do dịch COVID-19 nên tốc độ tăng trưởng kinh tế không đạt kế hoạch. Với các khoản thu từ đất, việc triển khai các dự án còn chậm, chưa đảm bảo được nguồn thu. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Nhiều dự án trên địa bàn tỉnh triển khai chậm tiến độ theo kế hoạch. Có những dự án đến nay chưa giải phóng mặt bằng. Mặt khác, do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, thị trường bất động sản trầm lắng, hoạt động giao dịch, mua bán, chuyển nhượng giảm nhiều so với trước đây. Đó là những nguyên nhân dẫn tới việc thu tiền sử dụng đất chưa đạt kế hoạch. 6 tháng đầu năm 2020, ước thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 1.365 tỷ đồng, đạt 32% dự toán pháp lệnh, đạt 28,6% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Trong đó, thu từ thuế và phí ước thực hiện đạt 1.103 tỷ đồng,
thu tiền sử dụng đất ước thực hiện đạt 262 tỷ đồng. Tổng số thu từ thuế, phí trong 6 tháng đầu năm không hoàn thành dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Đối với dự án nhà ở thì thực ra trình tự thủ tục nó cũng rất là, nó kéo dài, nó rất nhiều thủ tục chồng chéo nhau. Về xây dựng thì nó có ngoài luật quy hoạch, luật xây dựng, nó liên quan đến luật nhà ở, xong thậm chí liên quan đến luật đất đai. Đó. Thì trong các trình tự thủ tục thì nó do là thủ tục là nó kéo dài. Hiện nay thì đối với các dự án khi mà nộp ngân sách nhà nước thì thường thường thì phải là được bàn giao đất cho chủ đầu tư, mà khó khăn nhất bây giờ là quá trình giải phóng bằng. Giải phóng bằng là kéo dài, gây khó khăn cho doanh nghiệp. Như thế thì nộp tiền cho nhà nước sẽ chậm. Trước những khó khăn trên, Cục Thuế tỉnh Hòa Bình đề ra các giải pháp để tăng nguồn thu ngân sách nhà nước, đảm bảo chỉ tiêu giao năm 2020. Trong đó tập trung thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh, triển khai các biện pháp quyết liệt để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tiếp tục theo dõi, đánh giá, phân tích và xác định các nguồn thu còn tiềm năng, đồng thời xử lý nghiêm với các doanh nghiệp được thuê đất nhưng không đầu tư hoặc chậm thực hiện so với thời gian quy định. Để mà thu đạt cái tiền sử dụng đất theo cái dự toán Hội đồng dân tỉnh giao ấy, thì trước hết là phải tích cực phối hợp với lại các sở ngành của tỉnh như là Sở Tài nguyên, Sở Tài chính, Sở Xây dựng cũng như là Ủy ban dân các huyện, thành phố để nắm chắc về cái tiến độ triển khai thực hiện cái thu tiền sử dụng đất. Từ đó thì cơ quan thuế có cái kế hoạch đôn đốc kịp thời, làm tốt cái công tác tham mưu cho Ủy ban tỉnh. Trước hết là hội đồng, ban chỉ đạo đôn đốc thu nộp ngân sách của tỉnh để chỉ đạo các cấp các ngành đẩy nhanh cái công tác đền bù giải phóng mặt bằng, tháo gỡ những cái thủ tục hành chính và tháo gỡ những khó khăn cho các cái dự án mà triển khai thu tiền sử dụng đất. Đối với ngành thuế thì phải quyết liệt áp dụng các biện pháp về cưỡng chế nợ thuế để đảm bảo thu hồi đủ cái tiền sử dụng đất còn đang nợ vào ngân sách nhà nước. Sau thời gian chịu ảnh hưởng của đợt suy thoái kinh tế, hiện nay một số dự án có thu tiền sử dụng đất đã dần khôi phục trở lại và tiếp tục triển khai thực hiện. Để việc thu tiền sử dụng đất hiệu quả, tăng nguồn thu từ đất, cần tiếp tục rà soát lại quỹ đất, thực hiện quy hoạch các khu vực có lợi thế thành đất dịch vụ, thương mại, nhà ở, phát huy giá trị sử dụng từ đất giá trị thấp lên đất giá trị cao, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển, đồng thời giúp người dân quanh khu vực cũng có cơ hội hưởng lợi từ các dự án. Trong thời gian qua, một số những chương trình dự án được triển khai trên địa bàn đã góp phần làm cải thiện được cái cơ sở hạ tầng trên địa bàn phường nói riêng và thành phố nói chung, và cũng góp phần để tăng thu ngân sách cũng như là đảm bảo cái an sinh xã hội, và cũng là một cái góp phần quan trọng để sớm đưa thành phố lên đô thị loại 2 trong thời gian tới. Khoản thu từ tiền sử dụng đất có ý nghĩa quan trọng đối với kết quả thu ngân sách nhà nước. Đặc biệt năm 2020, khoản thu này chiếm tỷ trọng 36% dự toán thu. Do đó, để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2020 là 4.780 tỷ đồng, thì số thu từ sử dụng đất cả năm phải đạt trên 2.250 tỷ đồng. 6 tháng cuối năm phải thực hiện đạt 2.008 tỷ đồng. Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho các sở ngành liên quan cùng với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp thực hiện, đảm bảo triển khai các dự án theo tiến độ nhằm tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước, đảm bảo số thu từ sử dụng đất để bù đắp vào các khoản thu hụt do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và từ chính sách của chính phủ về giảm tiền thuê đất, giảm tỷ lệ trước bạ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và thực hiện các dự án thu tiền sử dụng đất, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2020. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn một chục năm được xây dựng và đưa vào sử dụng, đến nay cầu treo dân sinh ở xóm Sống, xã Nhân Mỹ, huyện Tân Lạc đã xuống cấp trầm trọng. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến đời sống sản xuất của hơn 100 hộ dân mà còn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khi lưu thông qua cầu, nhất là trong mùa mưa bão. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Cầu treo xóm Sống, xã Nhân Mỹ, huyện Tân Lạc được đầu tư từ năm 2008 bằng nguồn ngân sách huyện đã đem lại niềm vui cho những người dân nơi đây. Khi đó do nguồn vốn hạn hẹp nên cầu chỉ được đầu tư các dầm sắt, còn mặt cầu bằng ván gỗ. Tuy nhiên chỉ sau vài năm đưa vào sử dụng, mặt cầu bằng ván gỗ đã nhanh chóng bị mục nát. Người dân địa phương phải dùng tre nứa chắp vá mặt cầu để đi lại. Cây cầu này là con đường duy nhất để hơn 100 hộ dân trong xóm đến được trung tâm xã. Hiện nay cầu đã hư hỏng nặng. Mùa mưa bão đến, nỗi trăn trở, lo lắng của người dân xóm Sống lại xuất hiện.
không an toàn đâu, nguy hiểm đấy. Cụ thể là phải thỉnh thoảng đi từng người thôi. Vâng, nó đứt ở chỗ bên ngoài rồi. Không đi không có chỗ nào mà đi. Vâng, cũng phải đi liều đấy. Theo người dân ở đây cho biết, cây cầu treo này có ý nghĩa rất quan trọng trong phát triển kinh tế của bà con xóm sống. Cầu hỏng và yếu, nhưng người dân vẫn phải đi qua. Hàng ngày đều phải đi làm việc đồng áng, đồi rừng qua cây cầu dài hơn 100 mét này. Do mặt cầu làm bằng tre, nên cứ vài 3 tháng, người dân lại đóng góp tre để thay thế mặt cầu. Nhất là vào mùa mưa bão, cầu trơn trượt, mặt cầu hỏng nhanh hơn. Điều này tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm. Đã có nhiều người khi đi xe máy bị lọt bánh khi lưu thông trên cầu. Còn trẻ con đi qua cầu thì phải có người lớn đưa qua. Hiện nay là cái kết cấu cây cầu này đã xuống cấp là rất nghiêm trọng, thì các cái thanh giá đỡ của mặt cầu này hiện tại đã dỉ và đa số là thanh cầu nó đã bị bong chốc và là hư hỏng, thì cái trên mặt cầu này là nó làm ảnh hưởng đến cái việc đi lại sản xuất của bà con cũng như là các em các cháu nó đến trường đi học. Thứ hai nữa là các việc như đưa các người quá cố hay là các công việc của xóm đi qua cây cầu này làm ảnh hưởng đến bà con rất nhiều. Tình trạng xuống cấp ngày càng nghiêm trọng của cầu treo dân sinh xóm sống là nỗi trăn trở của chính quyền và người dân địa phương. Được biết, Ủy ban nhân dân huyện Tân Lạc đã có chủ trương hỗ trợ 800 triệu đồng để sửa chữa cầu treo dân sinh xóm sống. Nhân Mỹ là xã vùng sâu còn nhiều khó khăn, việc xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông rất quan trọng đối với cuộc sống của người dân. Đặc biệt với cây cầu treo dân sinh xóm sống đã xuống cấp trầm trọng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, trong khi lưu lượng người qua lại hàng ngày trên cầu lớn. Việc cải tạo, sửa chữa cây cầu là vấn đề cấp thiết, nhất là khi mùa mưa bão đã đến. Chuyển sang các tin tức quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5 tháng 7 đã lên kế hoạch sẽ tổ chức một cuộc meeting ngoài trời ở bang New Hampshire vào cuối tuần này. Đây là cuộc meeting thứ hai trong chiến dịch tranh cử Tổng thống của ông Trump sau sự kiện được tổ chức tại bang Oklahoma. Theo thông báo, cuộc meeting sẽ được tổ chức vào lúc 20 giờ tại sân bay quốc tế Portsmouth. Những người tham gia sẽ được cung cấp mặt nạ và nước sát khuẩn tay để phòng ngừa dịch COVID-19. Theo kết quả các cuộc thăm dò dư luận, đối thủ của Tổng thống Trump là ứng viên Đảng Dân Chủ và cựu Phó Tổng thống Joe Biden đang dẫn trước ông. Tổng thống Trump đang phải đối mặt với những chỉ trích về cách xử lý dịch COVID-19. Số ca nhiễm mới hiện đang gia tăng tại 39 tiểu bang. Các chuyên gia y tế lo ngại rằng những bữa tiệc trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh Mỹ sẽ khiến số ca nhiễm tăng cao. Dự kiến, Tổng thống Trump sẽ tập trung vào khả năng khôi phục lại nền kinh tế của Mỹ trong cuộc meeting lần này. Tình trạng mưa lớn kéo dài đang ảnh hưởng nặng nề đến Trung Quốc và Nhật Bản. Nhiều người đã thiệt mạng do mưa lớn, trong khi lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những người mất tích. Tại quận Kumamoto, thuộc khu vực Kyushu của Nhật Bản, mưa lớn đã dẫn đến tình trạng lũ lụt và sạt lở đất. Ít nhất 27 người được xác nhận là đã thiệt mạng, trong khi 15 người được cho là không có dấu hiệu sống sót và 11 người đang mất tích. Chỉ tính riêng trong ngày 5 tháng 7, lượng mưa ở khu vực này lên tới hơn 100mm mỗi giờ. Người dân phải tìm kiếm thức ăn và nước uống. Cơ quan khí tượng Nhật Bản dự báo mưa lớn vẫn sẽ tiếp tục diễn ra trong vài ngày tới. Các nhà chức trách Nhật Bản đang kêu gọi người dân cảnh giác với tình trạng sạt lở ở vùng cao và lũ lụt ở vùng trũng. Cơ quan khí tượng địa phương đã ban hành lệnh sơ tán cho tổng số hơn 203.000 cư dân ở tỉnh Kumamoto và tỉnh Kagoshima lân cận, nơi có hơn 100 địa điểm trú ẩn đã được lập ra. Trong khi đó, miền Bắc Trung Quốc cũng đang phải đối mặt với tình trạng mưa lớn trong nhiều ngày nay. Mưa lớn đã ảnh hưởng đến 26 khu vực, khiến 121 người thiệt mạng và mất tích. Chính quyền nhiều địa phương đã nâng mức cảnh báo đối với lũ lụt. Iran vừa xác nhận vụ hỏa hoạn tại cơ sở hạt nhân Natan ở khu vực miền trung của nước này đã gây thiệt hại lớn cho một cơ sở phát triển máy ly tâm hiệu suất cao. Hãng truyền thông nhà nước Iran dẫn lời người phát ngôn của cơ quan hạt nhân Iran cho biết cơ sở bị hư hại này được sử dụng để phát triển máy ly tâm hiệu suất cao, phục vụ cho tiến trình làm dầu urani. Theo đó, những thiệt hại này có thể gây ra sự chậm trễ trong việc phát triển và sản xuất máy ly tâm. Hiện, các nhà chức trách Iran chưa chính thức tiết lộ nguyên nhân của vụ hỏa hoạn với lý do an ninh quốc gia. Cuối tháng 6 vừa qua, một vụ nổ quy mô lớn cũng đã làm rung chuyển một khu vực quân sự gần thủ đô Tehran.
Iran đang nỗ lực làm giàu urani nhằm phản ứng với các lệnh trừng phạt kinh tế mà Mỹ áp đặt đối với nước này sau khi đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Cơ sở sản xuất máy ly tâm tại Natan được cho là đã mất khả năng hoạt động khoảng 10 năm trước bởi các cuộc tấn công mạng khởi nguồn từ Mỹ và Israel. Thủ hiến bang Victoria của Australia Daniel Andrew vừa thông báo sẽ đóng cửa vô thời hạn biên giới giữa hai bang đông dân nhất Australia từ ngày 7 tháng 7. Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh bang Victoria đang chứng kiến một đợt bùng phát mới của dịch COVID-19. Quyết định trên cũng đánh dấu lần đầu tiên sau 100 năm biên giới giữa bang Victoria với bang láng giềng New South Wales bị đóng cửa. Lần gần đây nhất hai bang đóng cửa biên giới là vào năm 1919 do dịch cúm Tây Ban Nha. Số ca mắc COVID-19 ở Melbourne, thủ phủ bang Victoria, đã tăng cao trong những ngày gần đây, buộc giới chức phải đưa ra các chỉ thị giãn cách xã hội nghiêm ngặt ở 30 vùng ngoại ô và phong tỏa 9 tòa nhà công cộng. Bang Victoria ghi nhận 127 ca nhiễm mới trong đêm ngày 5 tháng 7. Đây là con số cao nhất tính theo ngày kể từ khi đại dịch bùng phát, với thêm một ca tử vong, ca đầu tiên trên cả nước trong hơn 2 tuần qua, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 ở Australia là 105 người. Ngày 5 tháng 7, Tổ chức Hàng hải Nhân đạo SOS Địa Trung Hải cho biết Italia đã cho phép tàu cứu hộ từ thiện Ocean Viking đưa 180 người di cư được giải cứu trên Địa Trung Hải xuống đảo Sicily. Theo phát ngôn viên của SOS Địa Trung Hải, tổ chức này đã nhận được chỉ thị từ giới chức hàng hải Italy cho phép những người trên tàu vào thị trấn Porto Empedocle. Cùng ngày, Bộ Nội vụ Italy thông báo nước này đã cho phép tàu Ocean Viking chuyển 180 người di cư được giải cứu ở Địa Trung Hải sang một tàu cách ly tại Sicily. Trước đó, hôm 4 tháng 7, Italy cho biết các y sĩ đang làm xét nghiệm cho những người di cư trước khi họ được chuyển sang tàu cách ly ở Sicily. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình hôm nay xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể xem trực tuyến chương trình trên smartphone hoặc xem lại qua địa chỉ website hoabinhtv.vn và trên kênh YouTube HBTV. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt.